Sáng nay, ngày 5 tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì buổi giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng với các đơn vị liên quan về công tác quản lý và bình ổn thị trường Tết Quý Mão 2023. Đến nay, thị trường bắt đầu bước vào cao điểm mua sắm Tết nguyên đáng, sức mua hiện đã tăng từ 10% so với ngày thường. Toàn thành phố, các đơn vị bán lẻ đã chuẩn bị nguồn hàng khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng khoảng 20-30% đến so với Tết năm ngoái, cơ bản đảm bảo đủ cung ứng nhu cầu mua sắm Tết. Sở Công Thương sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình cung cầu để tổ chức điều tiết. Tại thời điểm này, Cục Quản lý Thị trường thành phố cũng đang ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung các đầu mối sản xuất và cung ứng hàng hóa Tết. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến nay, đơn vị đã xử lý vi phạm 364 vụ trên tổng số 400 vụ kiểm tra đột xuất, xử phạt hành chính khoảng 600 triệu đồng, thu gần 800 sản phẩm hàng hóa vi phạm. Công an Đà Nẵng cho biết, chỉ trong vòng 30 ngày ra quân kiểm tra, kiểm soát, đã xử lý 74 vụ, 72 đối tượng, trong đó 59 vụ liên quan đến hàng nhập lộ, xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng, thu giữ lượng hàng hóa có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Những khó khăn vướng mắt của các đơn vị chủ yếu đến từ phía quy chế pháp lý và phối hợp giữa các đơn vị.